Sau Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng giới thiệu các bác chiếc máy rửa bát Nationa siêu bền bỉ mà ngon bổ rẻ. Một cái chiếc máy phải nói là lành, siêu lành luôn. Toàn bộ thân vỏ thiết kế inox hết. Riêng đối với thế hệ Nationa thì toàn bộ ngoài trong inox. Bảng điều khiển con này có chế độ đếm ngược thời gian rửa. Khi nó còn khoảng sấp xỉ 70 phút thì nó sẽ hiển thị số các bác nhé. Thời gian sấy này, các chế độ rửa 2-3 người ăn, rồi là thời gian sấy 30, 45, 60 phút, rửa mạnh, rửa nhẹ các kiểu đủ hết. Rửa với nước nóng 80 độ C nóng bỏng như ngút luôn. Doang chỉ thì bền vĩnh cửu các bác nhé, không mở loa hở doang nhé. Giá inox rất là to này, ruột inox hết. Hai hàng phun ở dưới này. Cái con này có cái khoảng cách giữa cái tầng trên tầng dưới này rất là rộng. Đấy, khay đũa cũng rất là rộng. Tay phun bằng inox. Khay giác. Cái chiếc này em bán là 2,3 triệu. Đấy, 2,3 triệu là các bác có một cái chiếc máy rửa bát Nhật cho gia đình rồi. Chả tội gì mà phải rửa tay à. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ nhé. Bảo hành 1 năm. Ngoài thời gian bảo hành thì hỗ trợ các bác thoải mái luôn. Đấy, chào các bác.